vẫn biến thành zombie ạ. Có thể là đang là wave bao nhiêu này? Ở đây mình còn được wave 4, wave 5 thì thấy sao? Nhưng mà bây giờ nó có reset không? Hay là gì? Có nghĩa có. Ông nghĩ mà xong á. This is the National Guard. Ok, tôi cầm rồi. Đập con thôi. Ở dưới cái cầu nó còn có một cái chỗ khóa, xong rồi nó còn có dấu ích ở trong thôi. Mấy cái bên kia ở trong cái... để bơi chứ thấy chảy nó dài đấy. Đã thỏ ở đâu rồi, con giữa rồi. Để bơi. Thế đừng lấy mắt đép để đi kiếm đồ. I got no loads remaining. Bể bơi còn gì không? À không. Máy ngồi, nhặt ngay hết rồi. Máy ngồi. Hàn như lợn. Thế rồi, đi nhà nữa. Cầm bé này. Sao lại có cả ác quy ác kiếp này? Tôi làm tổ mộng không mà. Ác quy không biết về sau có phải nhặt đi về object sắp xếp gì không? Biết được. There are Zeke inbound on grid marks November 3165. Hotel 2590. Inbound is safe zones. Contact momentary. Không còn một cái đồ gì à? Oh, đây rồi. Chỉ cần ấy cái ấy một cái trên thôi không ạ? Là cản được nó hay sao ấy? Thì còn cái chứa mình không vừa được. Ấn một cái à, và cái trên cùng này. Cái thanh trên cùng đấy. Rồi. Chắc là trên cùng hoặc dưới cùng đều được. Nhưng mà trên dưới cùng không biết là còn qua được không. Dưới cùng tôi sợ nó đi qua hẳn qua luôn. Trên cùng đi ra cái đầu nó cũng chả nó không ngồi xuống được. Cái gì cơ? Ông Phương nói cái gì cơ? Nằm ngáo mà kệ bẻ nó đi. Rồi. Ông nên là phải xin lỗi. Đúng lại. Có khi mấy web đầu dùng melee rồi. Đang cố gắng như thế đấy. Có thằng chó dí chân. Bên rồi đông phết. Tôi cũng khá không? Tôi có cái bị hụt súng. Đọc đi chắc đến một quýt mất. Về sau 6 mấy con? 7 mấy? 9 mấy con mà. Lâu 5 mấy con thế nào ấy? Mấy con? Chạy nhanh ra như trâu luôn.
có kiếm được cái dựa hay là cái kiểu xà beng gì không? Còn cái này đủ quá. Vào nhà xem. Đây, nãy là đang đi kiếm mà mình chưa thấy. Ô bạn. Nó đi xuyên hàng rào. Đó, nó đi xuyên hàng rào mà. Đi rồi. Bây giờ ông mới biết à? Quá muộn rồi. Đâu, bây giờ tôi biết đấy. Đấy, nhiều con đi xuyên hàng rào là cắn được cái. Còn một cu nữa ở đâu ấy? Chúng mình kia. Multiple contacts moving to interceptor grid mark 2, 9 or 8, 3, plus 2, plus 2. Be advised, multiple contacts approaching zones at 2, 8, alpha. Do your best to hold out. Ê, có nhận được cái đạn của cao. Full magazine. Chắc là không. Ủa, mili thì chán này. Trên này cả đống đạn nắm này. Không cần, bởi vì ở chỗ cái cầu ấy cũng có đạn trắng. Đạn trắng ở đâu ấy? Rồi, tôi đã có cái tôi cần rồi. Cô vãi ở dưới sông có cái máy bay không ạ? Giống cái máy bay mà cứu mình mấy lần trước mà ấy. Đang bốc cháy dưới sông kìa. Hết rồi. Nói alo các ông nghe có rõ không ấy? Rõ. Rõ. Ồ, tôi lại được cái đồng xu này. Hình như là giết zombie nhiều zombie trong một lần như sao ấy. Trong một thời gian nào đấy. Cái đồng xu. I got no loads remaining. Nó là cái spam ở trên tab à? Ở đây. Cầm cái khẩu súng tỉa mà bắn là đảo được cái đồng xu. Two loads remaining. Còn mấy cu nữa kìa, 8 cu nữa. Bên này có 2 loads left on me. Bên này chạy con nào. Cái nhà này nhiều đồ nghề vậy. Sao bí quá cứ chạy vào đấy. Máu miết ở trên tầng. Thuốc nhiều. Nhưng mà có sơ ba ở dưới tầng ấy. Nó sơ ba ở dưới tầng. Có cái này chơi 4 con với chơi thằng quân thôi. Không có con nào đâu. Có phải chứ không đâu nhỉ? Ai biết rồi. Tập lại nốt scumming rồi. Tôi có thể bố con này cũng được thành em ra là nhặt thế à? À có khi cứ mang hết xuống thì mới vứt ở đây nhỉ? À cũng được. Hết xuống, mang hết xuống cũng vứt ở đây. Cứ mỗi lần lên này nhặt, ví dụ xuống. Xuống cũng hết ở đây. Cái gì ở đây? Có bảo cái gì cơ? Lên trên này có nhiều súng này, lên đây nhặt hết súng ra ngoài kia giúp. Đây này, đống súng căn. Căn nào? Đâu súng căn đâu? Đạn điếc, gây xong rồi. Tôi vừa nhặt tất cả những thứ thể. Máu à. Băng gạc, thuốc. Rồi. À đây, thả đồ xuống đây rồi nhanh. Parties be advised, there are Zeke inbound on grid marks November 3165, Hotel 2590, inbound to safe zones, contact momentary, out. Ai có đạn côn không? Đạn côn không? Kiếm tầm mày này. Chả có cái gì mình nhặt được cả, là cái linh tinh. Đấy, nhặt hết tất cả gì có thể rồi. Không đứng đây, thả luôn đứng đây nhanh. Ô, ở dưới đã sửa ban rồi kìa. Có phải bệnh đá rồi.
Rồi xuống rồi, chạy nhanh 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 nhanh. Thôi nói, quay cái I got no loads remaining. I'm out of loads. Chỉ có 18 rồi. Chuyên thi mới kinh đúng. Mình vẫn còn để mấy con đấy mà. Em mấy cái ô vãi rồi. Wow. Mấy con kia đang phá ấy cái ống này. Sang em, sang em. Đúng rồi, sao rồi, ông lo cửa đấy, tôi lo cửa bên này. Ủa vãi, chạy nhanh, cửa đằng sau mình lúc nào mình cũng biết. Little more than half full on this magazine. Được, chạy không? Chạy đang bảo này. Một bộ. Thôi, chỗ này bị mất mất cái da ấy chứ à? Để lát nó ra đấy nhá. Đây, để tôi đi đóng lại luôn thôi. Đợi chung á. Bên tôi nó không ra được. Còn đây rồi. Chân quá rồi. Vãi. Cái máu kia đúng là máu tượng trưng ạ. Đằng sau kìa. Kiên trì tí vậy. Cứ xong một quét phát là chạy đi nhặt đồ. Biết cái đồ ở chỗ nhà mang ra hết chưa? Nó nữa chạy vào đấy tiếp. Ôi còn nhiều ấy. Kiểu là của mấy con. Đập đến khoảng khoảng 10 mấy hoặc 2 mấy tôi chạy đi bê đồ nữa. Rồi, có su rồi, không phải xoắn. Không biết nó có bao nhiêu round. Chắc là chục round. Có cái này chém phê vãi. Chém nhanh vãi. Sao đấy, tôi đi bê đồ ấy. Cân cả hai bên luôn nhé. Rồi. Ô mày tệ rồi. Lại quay đi quay lại chết bẻng luôn. Còn có 9 con nữa mà. 9 con bên này hết rồi. Bên này không có 3 con nào. I've only got 2 loads left on me. À chết. Trong kia có máu á. Ô lên được cái tháp này. Có cái cưa trên này này. Ôi ngon. Hình như trong nhà có xăng thì phải. Lên được cái tháp này không này, hai vãi. Ủa vãi, đã bị be rồi. Tôi phải mang cái cưa về cái cầu ngay. 100 mũ. Cái chắc là theo... Đi ạ. 101 con. Đây là tôi cân bên này rồi. Biết có đủ chỗ không? Xuống đây bên này. Rồi giờ phải thẳng xuống rồi. Ô đi rồi, đạn sọt đi rồi, ngon quá. Bê đùa đây là chuẩn ném luôn. Phóng thủ luôn. Căn cứ mà. Trong này chắc không còn gì nữa sao? Ở đây có chạy nhanh rồi này. Không phải. Chết rồi, chết rồi. Đồng thì cầm súng đi, có súng thì cầm súng đi. Phải, nhưng mà bắn mấy con đấy chạy nhanh thì nó khó ấy. Để tôi cầm được. Bắn tay để cho dễ mà. I've only got 2 loads left on me. Tôi đứng ngoài tôi đợi nó ra đông đông cơ. Chứ tôi không bắn luôn. Nãy cái khẩu đi ở cửa. Đây trong này còn trăm xăng nữa này. Cái máu này ăn được.
Ủa, mỏi tay chỗ này luôn. Có súng đi, dùng súng đi. Không đấy. Nếu có lẻ lẻ thì tôi không cần dùng chỗ này. Bên này ít quá. Bên này có vài ba con đúng không ạ? Rất nhiều bạn. Còn bảy mấy con, chắc 6 con để cá nữa. Chỗ này chưa đủ. Bên này cũng khá khá rồi. I got 6 loads left. Ăn được bé mới thêm đồng xu đúng không ạ? Lại thêm đồng xu nữa mới sợ chứ. Ờ, lại như thế. Cứ dần dần lại cày. I got 5 loads left. Hiểu cái đồng xu ấy tính kiểu gì. Thằng Hưng cũng 2 xu rồi. Mới đặt, còn phải lại. I got 4 loads left. Rồi, chỗ này ít rồi, tôi đọc cũng được. Three loads remaining. Quái nổi đen, có quái nổi lãng phát. Two loads remaining. Anh kia nhận hết đấy rồi. One load hết remaining. Chết rồi, cái thùng. Nhặt cái thùng biến mất rồi không ạ? Ồ ạ. Không nhiều, chỉ có thời gian rồi. I got no loads remaining. Hai người xin nhau rồi. Web này chắc rồi. Vẫn còn nguyên 100% mà. Ờ, vẫn đã vào rồi đến chỗ kia đâu. Tôi có gì rồi? Càng đỏ rồi. Rồi, để tôi hồi lên này. Tôi màu vàng hay là cam hay là đỏ? Để tôi xem. Không cam rồi. Cam. Ông ơi, có xăng không? Mang đây, mang xăng ra đây chưa? Hình như chưa sao? Ông không thấy xăng chỗ nào ông mang ra đây? Tôi cũng chả nhớ xăng để đâu nữa. Hình như xăng cũng ở trong cái thùng mà nó thả xuống hay nào? Thế à? Ờ. Thế để tôi lên lấy. Cái thùng biến mất rồi không ạ? Không phải đủ. 8 loads remaining. Còn mỗi bên kia rồi, bên này hết sạch rồi. 2 xu rồi, ngon rồi. Tiền tâm hơn tí. Bên này hết sạch rồi. Sinh viên hết rồi. Chắc trong nhà hay là ổ vãi nồi dây thần kinh ạ, vãi nồi. Ổ vãi. Còn nên cố không nhỉ, hay là cho chết luôn. Trước khi nó tối đứt đen tối quá thì làm phát nó sọ thôi. 8 loads left. Và cái map survival này còn có khi còn lâu hơn cả map bình thường. Lâu hơn mấy map nhả nhả. Ui, này, trong này hết rồi. Có con sau cửa này. Ôi, cả lũ trong này hết nè. Trong này, bị bơi ạ. 8-9 con trong này nốt rồi. I got 4 loads left. Và có con bị kẹt sau cửa ạ. Vào nhà phát thấy hài luôn. 1 load remaining. Chứ tao phải kẹt bé em cửa. Tôi nhập thêm mấy cái tấm gỗ để ra. Đi làm thợ mộc tiếp. Tôi có súng không? Tôi mượn phát. Bắt bằng rồi. Tôi đang ở cái... Vẫn ở cái đầu tôi đó, đứng bếp ấy. À đây rồi. Đâu có súng không? Súng không? Trong kia nhá, cái đám xong lại ở trong kia. À. I got 10 loads left. Ồ, vãi spawn ra đây luôn. Đốm rồi đấy. Ờ, đang quay lại. Có con dựa là không thể để mất được. Đâu ra rồi.
Wow. Trẻ con. Có thể ai có thể nhanh. Có cái có cái tấm ván đây làm bọn trẻ con chạy nhanh, nó không định hướng mình sao ấy. Ô, vãi cả vỡ bé cái ở đây rồi, búa đâu ạ? Cái búa này biết nhỉ? Búa kẹt kia rồi đấy mọi người. Sao không sao? Ô vãi sợ, bỏ hai con nữa đằng đây. Sao nó sao sao nó chui được ra sao đâu nhỉ? Chạy đâu lên không biết. Nó chạy từ bên kia sang thế nào ấy? Lên kinh rồi. Tất cả yêu ông thôi. I got no loads remaining. Này game chơi mình cái map survival này chắc thầy kém hết cả mấy cái súng mất. Mà cái bắn nó bắn thế này. Rồi, nhiều vậy là. I'm out of loads. Thế cứ lùi về cửa nhá, súng tôi vứt ở cửa nhá. Tôi vứt hết, tôi cũng có đồ thì tôi cũng vứt hết ở trong cái chỗ ấy. Không, súng này là mình tự sát. Ồ vãi luôn. Đây tôi có súng để tự sát rồi, không phải nổi, tôi sẽ tự sát. Thế à, thế thì không cần. Thế tôi nhập vào. Tôi tự sát lần này. Ok. Các này có đạn không? I got no loads remaining. Có vãi rồi. Có vãi rồi. Kiếm đạn nào. Ô trên đó này không có băng gà đúng không? Băng gà lắm. Tôi không có. Tôi vãi rồi, tôi hồi sinh ở đây, không đi sang bên kia, ở đây đi sang được. Có gà khó ở đây không nhỉ? Thôi chắc phải dùng máu rồi. Lúc thì thừa mưa bây giờ không có. Cần tôi chạy vào nhà tôi lấy không? Thôi thôi, tôi lấy rồi. Xong rồi. Tiền nó đập cả đống kìa. Súng ống đâu ra xả với những người. Đây. Có bao nhiêu con đi? Ủa vãi nó đập vỡ cái này rồi à? Đi xây lại. Chả ai nói cả. Còn chỗ nào mình vỡ không? Đây bên này. Ủa vãi nó. I've only got one mag. Kia lại là một con chạy nhanh, rất nhiều chạy nhanh. Dưới chân trước và chạy nhanh. Bên kia có con chạy nhanh kẹt trong rào nhá, để ý. Đây là tôi đây. Ok. Đây là có con chạy nhanh rồi. Ô, mình đẩy ra từ cả cây số thế rồi mà. Vâng. Tôi lại bị chảy máu không ạ? Cạc luôn. Chắc là mình để xem trong nhà còn không? Trên nhà hình như có một phòng vẫn còn hay sao? Ê con gà này, con gà này. Vô rồi. Tôi đang bận tay ở đây. Em tôi mang ra cho. Rồi mang đi, tôi cần thang. Ok. Tôi đã trở lại. Sức khỏe chai chán. Ồ, bỏ. Tôi không nhìn thấy luôn. Rồi. Ơ, mãi sao không có. Tổng mấy cái thanh lấy á. Không có ấy nhỉ, không có à. Ai cứu viện chắc là không đến nữa đâu. Vãi lù. Cuốn nạn. Chạy anh em lên rồi. Đền.
cái kiểu quái gì mà thả cái cứu viện mà lại mất cái thùng ấy ra sao? Tôi thấy nhiều cái đoạn đấy. Đấy, em để cái thùng ở ngoài rồi, yên tâm. Còn hai chục con thôi, thoải mái rồi, qua với mất 100%. Không có cách nào để bao xe tí nhỉ? Phải bao. Rồi, Tú lại ba lần rồi dinh luôn ạ. Ôi, kiểu chỉnh cái thời gian y đồ nó lâu. Bảo bé khóc ở đây đứng. Ủa, một rừng ở trong này này. Sao bọn này cứ bị kẹt kẹt ở trong này ấy nhỉ? Trong quỷ quê nhà vệ sinh ấy. Chắc là nhiều quá, không nói gì với nhau rồi. Ờ, nó không ra được luôn ấy. Đây tôi vào nhà thì có anh chàng không, kèn không? Có anh chàng không ạ? Kéo mười mấy con còn lại ở đây hết rồi mà. Đúng là thế mà. Mang mấy cái tấm gỗ ra. Thì còn có gỗ tiếp viện. Đấy, bói rồi, ngon. Ôi, lại trên này à? Cái này ở đâu ấy? Cắt lại trên đấy. Ở đây, tôi đang ở đây đấy. Đây rồi. Ô, vãi. Nó cũng thả ở đây rồi. Có. Tôi thả rồi. Vãi thả ở đây kìa. Ôi, cái tháp kìa, tháp kia ra bên điện đấy. Thả ở dưới. Ừ. Quái lù mình đứng đợi đây nó cũng thả luôn. Quỳ. Đủ. Mẹ thấy nhà không có gì. Ô vãi. Đây đường bên này, đường bên này. Có vãi, không phải đường này. Có cái cửa đấy, có cái cửa đây sao ấy. Ô vãi không đi được. Ô vãi tôi kẹt rồi. Ô vãi sẽ thả đây thì ai lấy. Thả đây chứ. Thả đây thì ai lấy. Nghe cái gì để mở? À, hàn. Có cái hàn đó. Hàn á? Hàn này kia rồi. Trong kia có hàn. Nhưng mà không biết có kịp không thôi. Ở góc đi. Đây là thế ạ. Thôi cứ quay lại đép đi, tôi hàn nhá. Xem không biết có đúng là hàn nữa không. Đúng rồi. Nó spam một người đấy. Quả wow. Tôi vào cùng ông ấy. Đây là bốc đồ ra. Có cái gì, có những cái gì đấy? Có khá nhiều thứ hay. Ồ. Bốc hết ra nhỉ? Bốc hết ra chứ thì đi. Cẩn thận nó quay rồi nhá. Ở cửa nó sẽ bát, cẩn thận nó quay rồi luôn đấy. Ồ, tôi lấy cái kim tiêm đây. Ngon vãi. Dạ, nó quay vào cửa này. Ok. Cầm súng ra xả hết cái đám này luôn. Rồi, đổi ca, tôi chạy vào tiếp này. Rồi đấy, đang vào lấy tôi ở đây rồi nhau. Còn cái gì nhỉ? Lại bốc thêm một mớ. Rồi, ngon rồi. Bên kia có đông quá, đúng rồi. Ô vãi. Vãi lùa, con cắn dưới chân, mình sợ chứ ai có máu không. Ô, tôi thấy kinh rồi. Tôi kệ vậy. Ô, trong này có máu, có thuốc. Có nên dùng cái tiêu không nhỉ? Nhưng mà ông máu ít quá rồi, máu đỏ vậy. Thôi kệ, để cái tiêm để khi nào không còn cái thu hồi sinh nữa thì dùng. Tự sát luôn thì cũng được. Kiểu đen quá tự sát đi. Tôi đừng đây, tôi vào trong này tự sát còn lấy được đồ. Chưa đen lắm, nhưng phải con.
Bên thằng Hưng có đông quá không? Khá khá đấy, một dưới đạn. I got two magazines left. Okay. Tôi đổi ca đi. Ủa vãi tôi thì mang cho cái bể bơi ông ơi. Ủa ờ, nhiều à, trong đấy nhiều, có một cái phòng gần đấy nó kẹt. Vãi lù, bây giờ không có cái gì trong người luôn. Đông vãi cả lù. Ôi đồng vãi lù, ôi đồng vãi lù, ôi đồng vãi lù. Con này đi lắc lắc mà không thể bắn được nhá. Nó cứ kiểu đi lúc lên bậc cao lúc lên rồi lúc xuống, kinh mãi rồi. Chỗ nào bị hỏng không? Chỗ nào bị hỏng không? Chưa bị, nhưng mà... Ơ, chết rồi. Cái kim tiêm làm điều rồi. Tôi sau. Dạ. Tôi chưa nó phá vào trong rồi, mãi rồi. Có súng không? Đây có đây. Súng có thì xả luôn bọn này đi. Mệt, cũng là bị mệt nhá. Có cả cái xăng này theo cần. Xăng để tôi để dành cho mấy cái nào cũng là độ thật sự đông. Yêu không biết cái này có lên 200 con đúng không ạ? Biết là đẹp đến bao giờ. Ôi, chết rồi, nó phá bên kia rồi. Pick up one magazine left. Ôi xong rồi, nó phá béo ngoài thôi, trong ngoài rồi. Để kinh đấy vậy. Ôi xong rồi, sợ quá đi. Vâng, đẹp lúc này. Đồng quét vãi, đồng vãi lùi. Cách là survival. Có chạy nhanh hết quân ơi, bên kia cũng nhanh. Tích hơi để mà đập chạy nhanh. That was my last magazine. Tôi bắn chết rồi. Rồi, ngon. Cô bánh, cái... Cái rượu này rồi. Cái rượu này rồi. Rồi, lại trở lại được bốn mấy con là lại thoải mái rồi, tha hồ. Vẫn 100% luôn. Đẹp kinh vậy rồi. Loads. Biết là cái nguyên liệu là random thì là như thế nào? Có khi là giết một số lượng nhất định à? Chả hiểu luôn. Hiểu lên mạng search đi. Tôi tự đấy. Thế làm sao nhắc tôi hồi sinh thì... Ok, để tôi đóng mà. Đóng ấy đi. Không có... Bắt rồi. Nghe lại bị cắn bắn. Cái tôi hồi sinh ở trong bể bơi thì như Tú luôn ạ. Ủa phải rồi. Nhìn thấy. Vào đi, vào đi, vào đi. Có máu không? Hãy hiểu cái thùng máu để kia có tác dụng gì hả? Như kiểu là để bảo mình là mình phải bảo vệ cái đấy ấy. Giờ nó chắc cũng sắp đập vỡ cái chỗ ngoài ra rồi. Đóng đinh vào không khí không ạ? À? Ủa bãi đâu? Ta hả quá? Ủa bãi đâu? Đồng ấy. Ồ đồng rồi. Nó bị bắt, tắt lát. Tôi chết rồi, chảy máu rồi. Thằng này chết chắc rồi. Đây, sau này có băng gạc này. Lùi lại đi. Lùi lại cho. Ờ, nãy cũng ôm ra một đống băng gạc đâu nhỉ? Băng gạc đâu nhỉ? Ngay, ngay sau bên tôi. Quả là mình nhìn nhầm quả thuốc.
Nó còn nhặt nhầm nữa. Mệt lắm, survival mà. Hostile contacts moving west northwest to grid 30019er. Phải lùi 100 thôi còn chưa đây. Ồ, oh, em làm 150 rồi nha. Ai? Còn bình xăng ở đâu không nhỉ? Ờ, có búa. Để tôi lấy nốt búa ra. Còn bình xăng ở đâu không nhỉ các cậu? Không biết, xăng trong này không có này. Không có luôn. Ở bên kia ấy, chủ yếu đứng bên kia ấy. Bên hai người đép bên kia là chuẩn bé bên đấy đông á. Có kim tiền nhá. Ồ, chỉ còn để con nhỉ. Không phải lùi. Không lùi nào kìa. Không có súng mà nhặt đi. Ông sang bên kia đi Hưng ạ. Chỗ này tôi đợi nó tích tích vào tôi cưa một phát là xong luôn. Bên này sẽ không đông. Để cho tôi đứng giữa vậy, bây giờ có gì. Chạy qua hai bên. Không biết là full mỗi map là 10 web hay là bao nhiêu không biết. Chắc 10 cho tròn số. Tôi nghĩ là 10 đấy. Chạy con, nó chạy ra cho tôi. Không, nó chạy ra bên kia mới kinh chứ. Ồ, vãi nó chạy đường vòng. Ồ, vãi nó lại chạy bên kia rồi. Ủa, chẳng ra bên kia cái đạn nhập. Chẳng nhập. Ồ, vãi lù, có máu Hưng ơi. Máu không máu. À, thôi, dậy kinh rồi. Có kinh kia mới, dùng mê đằng nào cũng... Thôi dùng làm gì? Thôi lên luôn. Nếu mà cứ đánh như thế này thì khả năng là chết là thua là rất khó này. Còn 4 lần hồi sinh nữa. Mấy giờ đêm chẳng chẳng hết rồi. Chắc hết máu đến nơi rồi. Rồi kẹp đây rồi. Bập. Rồi chết bẹn hết rồi. Rồi dùng quần, quần để chẳng rồi. Tự sát đây. Tôi có súng gì không? Có một súng rồi. Ai có súng gì không? Tôi tự sát phát. Đây. Ok. Đấy. Ông tự sát đi xong đến tôi. Vậy luôn. Nhanh. Đâu à? Tôi bắn vào đầu nó súng văng đi đâu ấy. Đang hiểu. Nghe không thấy có súng đâu nữa hả? Gì vậy? Bất giận. Tôi đã xong. Bây giờ tự bắn vào đầu nó súng văng ra cả cây luôn ạ. Ôi có thằng bé kìa. Đâu? Ôi đứng ở kia luôn kìa.
giữa đâu rồi. À, ai cầm cái hàn không? Thì tôi vượt phát. Trong này có này. Tôi thử xuống cái chỗ dưới cầu dưới hàn để dưới có hàn không? À, vào phòng đấy không? Ờ, có cái phòng đấy. Ăn đấy, có vẻ hay đấy. Ô vãi, thằng chỉ con lại giơ tay lên này. Quái dù. Có một đống đạn tỉa này, không có M4 à? M4 mất rồi à? M4 ở bên kia kìa. Bên kia ấy. Bên nào? Bên ghế nhà ấy. Có mấy khẩu hết đạn hay sao ấy? Cứ ở đấy mà. Ờ, hết đạn được ở đây nhiều á. Wow, xả đi. Ô mãi nổi. Ô mãi cả đấy có người dưới chân mình biết được mày là bỏ qua. Nói đủ không hàn, không hàn được không ạ? Ủa vãi nổi, không hề đâu ta ấy. Thế rồi lại phải đóng lại gỗ rồi anh. Đã còn lấy một người chơi nhật luôn này. Có nhanh rồi. Không biết web bao nhiêu là kết thúc để mà chắc là web 10. Hy vọng là mình trụ đến web 10. Chắc là trụ được thôi. Mình cái survival kiểu này mà mình xuống xuống mà phun đạn để xả thì sướng nhỉ. Cứ thế mà dã. Đó rồi. Gặp Billy nhiều mỏi tay vãi đủ. Kích trượt. Cũng thấy mỏi cơ ấy. Anh có cái búa không? Cái búa hình như ở trong nhà có đấy. Trong cái chỗ mình đét ấy. Có, tôi nhặt về một cái. Có cái búa đập cho nó chắc chắn. Tôi đi lấy nhá. Đây là búa này. Ok. Còn 27 con nữa không ạ? Còn 27 con. Chắc ở đây tốt rồi. Đi. Đây là web 8 này, xong sau web này còn web nữa. Thế đến web 10 mấy trăm con à? Công nhận 200 con ạ, 200. Tôi nghĩ là phải 200 từ bước trước rồi chứ. Đâu, bước trước rồi có 100 năm mấy con thôi. Chắc tới 10 phải 200, 200 rưỡi hoặc 300 con. Chắc không đến được 300 đâu. Chắc chỉ tầm 200 thôi, 200 tí rồi. Có thằng kia bay kìa. Tôi cho một phát luôn. Cho nó xuống luôn. Cho hết thằng cơ trưởng. Cái 16 nó vứt trên bàn nhá. Cái đấy để tặng cho web mấy web sau. Ôm được khá nhiều đạn. Lưu đạn nữa này. Mệt quá rồi. Cứ đi đợi zombie đến để đánh. Xem nào. Nó đạn mà. Không biết chứ biến mất rồi. Con không ạ? À? Tôi nghĩ nó ở đây hết rồi. Mấy cái đám kia chắc chỗ biển bơi. Phòng ừ, tôi vào biển bơi đây. Ok, đứng ngoài này đợi supply drop. Không phải biển bơi không có ai không? 181 rồi. Đấy, tầm 200 mà mắc rồi. 200 mà mắc. Tầm 200. Cũng dễ mà. Chết. Ở những cái map survival này thấy mới thấy nhiều thằng nó có giá trị chứ còn. Cứ 3 thằng một bên nó đép cho thì. Công nhận. Không có thể nhanh. Đỡ kể cả đập melee thì cũng 3 thằng.
Tôi bên này của bên này tự nhiên mình ít nhỉ. Còn chưa ra đấy các bạn. Mới đầu rồi, mới đầu chưa spam hết. Bây giờ một đầu bích à. Ôi, tôi thấy con zombie nó đòn đầu ra rồi. Đúng nhỉ? Quên đóng gỗ này. Quên đấy, quên mất. Muốn rồi, fuck. Đi rồi, đi rồi. Đừng nói ra. Tôi đóng nhá. Đóng, đóng. Phải cả đóng đinh và cũng yếu mà. Thế là cái gỗ nó thành. Cái quả mà đóng cái dưới cùng với ảo cơ. Đóng mà chả làm cái gì, tự nhiên bay dính vào đấy. Rồi đấy. Tôi đóng cái trên cùng nó đóng, đóng ở giữa không khí luôn, xong rồi tự nhiên. Cái này kiểu đóng để chặn cái cửa đấy, nó còn hợp lý chứ. Ờ, đóng thêm một cửa nó vẻ hợp lý hơn. Quái đồ, quái đồ. Ủa, 150, tha hồ chặn. Quái cái tay. Một cái mà chưa đi được. Đúng rồi. Lướt. Y là y đồ phát cho vỡ hồ. Oh. Bên kia đông quá thì bảo nhá. Ở bên này vẫn đang dậy giải rác luôn. Có gì? Sao nó má này nó lệch thế nhỉ? Để tập trượt phát để con. Khỏe à, thì con thì đẹp. Ủa chuyên gia. Anh chuyển chuyển dạo ông gấp mà. Cũng gần. Cứ là một gõ là một con. Cần, phải không cần. Vậy là giết chứ không phải là. Tôi không biết. Ô vãi lù, một cú đập một phát không chết này. Tôi quay được bán kìa. Nhiều khi lại còn mấy con như thế. Thế bây giờ múa hay do zombie vậy? Múa đập nhiều nó bị cùn đi không à? Thế. Cùn múa. À đây rồi. Đây đi. Chú à, chú à. À, không, đưa về. Vãi luôn. Chú được tôi được từ nãy rồi. Mấy thằng ấy để tôi vung một phát, muốn xem có chết luôn không này. Ở đây vung phát. Vung thằng bố đội. Không vãi, chết được rồi. Ô, đôi luôn. Ô, cố lên, còn hơn 100 con nữa. Cơ vãi còn khó hơn 100 con nữa thôi. Hy vọng nó sẽ cái web, web 10 là cái web mà mình bỏ trốn. Sao mà mình nhận ra là không bao giờ kết thúc. Cơ vãi đến 20 web thì thôi quỳ luôn đấy. Nó không kết thúc luôn. Chơi cái chán đi thôi. Ồ vãi lại bị cắn rồi. Để cái búa này lại làm mình dây được kinh rồi. Kim tiêm phải có lúc dùng chứ không kim tiêm lúc đấy. Đâu ai cầm kim tiêm không? Kim tiêm ở trong ấy, ở trong không vứt ở đâu ấy, bởi vì nó khó nhìn lắm. Đây đây để tôi kiếm. Bởi vì là trong vứt lên bàn nhưng mà vứt xuống đất thì khó nhìn. Ờ. Chuẩn méo rồi, nó rơi xuống dưới. Rơi dưới đường dây. Đây à, tôi vứt ở đây à. Đấy rồi. Có cần dùng luôn không nhỉ? Dùng luôn ấy, dùng luôn xong rồi máu nét gì luôn cũng được. Tôi dùng luôn đấy. Dùng. Ugly, dumb and about to die. Ok rồi, tôi dùng luôn. Đẹp trai rồi. Cô phải ở đây, anh cắn rồi. Mày tính khỏi cái gọi là sai sót. Ủa vậy? Cầu trời 10 web mắc. Tôi hình như là đi xem cái video nó chơi có 7 web ấy nhỉ? Sao mình chơi lên... Chắc nó tùy map. Map mình là map không bao giờ kết thúc thì unless chơi không bao giờ hết thì quỳ.
đầu. Ôi, 5 mà. Ôi, 6 mấy con nữa thôi không ạ? Nhanh mà. Thoải mái. Để mà thấy cái web đầu chỉ có 18 con là có cái độ chênh lệch kinh khủng. Mình gấp mềm nhá đấy. Hy vọng sau cái này nó phải có thêm một lần gọi là tiếp tế đấy. Tôi hy vọng là nó 10 là kết thúc luôn đúng không ạ? Tôi không hy vọng tiếp tế gì nữa. Nó tiếp tế xong rồi đến 10 rồi. Chắc còn được web, một web nữa. Vẫn 100% không ạ? Chơi chất lượng mới nổi. Kiểu bọn zombie nó không quan tâm đâu. Kiểu nó chỉ theo mình thôi. Thế nên là để không để cho lùa, không để cho nó vào rồi. Đập mọi cái tay. Tôi quyết định ngắm cảnh. Thế này mà nói thật là mình có đứng im để cho cả đám này vào chắc phải mất mười mấy giây nó mới trừ được hết cái đống phần trăm kia. Chắc tùy từng con. Ô vãi này cắn tôi này, vãi đủ không? Vãi đủ cái búa. Quân đây có máu không? À có đây, có. Máu này, thuốc luôn. Tôi bây giờ chỉ tiếc một cái dựa thôi. Cái dựa mà cho này chém hai phết. Ờ. Không bị mệt. Chém nhiều thì nó cũng bị mệt thôi. Ờ. Lúc này trong lại cũng phải có một đám này. Ủa, một lũ ạ. Cho quả lựu đạn nhanh, ô vãi hồn. Vãi lũ thằng già này còn két nữa. Bây giờ mình cũng không thể để nào mà đến cái chỗ đó được. Ô vãi. Thằng này phải dùng súng thôi. À đi rồi, ra đi rồi, ra đi rồi. Rồi, còn con nào không? Ôi, hết rồi. Tôi thì cũng hết rồi. Tôi cả mẻ nữa không ạ? Tôi đi vệ sinh tí đây. Ok. Nhớ nhưng mà nhớ nhanh không lại bị đi thì nhục. Không vãi mắc nhục luôn thôi tôi đi nữa. Tôi nghĩ cái đám còn lại cho mày hết rồi. Vào đây giết đi. Mỏi tay vãi đủ. Trời chẳng có cái quái gì ngoài giết cả. Không phải nghĩ nghĩa, không phải chiến thắng gì. Không nhận được băng đạn AK rồi, ta lấy tụ AK phát. Đây rồi, tiếp theo đây rồi. Hãy bảo ta là web cuối. Chỗ này phải 5-6 con. Thế mà còn 4 con magazine. Thôi, câu dần nó ra đây, đây thì đập. Đập xong còn chạy đi rồi. Cho tôi hiểu, tôi không biết thả đâu anh. Nó vẫn bên kia mà, thả bên kia. Ờ, à, thả bên kia. Nó không phải, bên kia. Trên tầng à? Ờ, lại trên tầng cái cao đấy. Rồi, trên tầng cái này. À đây rồi, đúng rồi, tầng rồi. Nên sẽ có gì không? Nó đi đâu ấy? Nó thả đây à? Đâu? Nó thả lên trên tầng rồi. À... Đây ạ. Nhặt được cái gì? Có đạn tỉa, nhặt được thì nhặt cho tôi nhé. Ok. Đây có đạn tỉa này, đạn M16 này. Đấy đúng rồi đấy. Có đạn shotgun ở đây này, nhưng có shotgun này. Chắc chắn là phải lấy cái kim tiêm rồi. Hưng lấy kim tiêm đi Hưng. Đi kim tiêm rồi, đây rồi ạ. Bọn nó chưa ra đúng không? Để tôi lên tôi nhặt cùng ít đã. Ồ, xuống nhanh. Có cái gì ở đây? Ở đây ở xăng này. Xăng này. Rooker à? Ừ. Có gì không nhỉ? Cái búa đâu rồi nhỉ? Ai cầm cái búa rồi? Tôi vừa vứt cái búa ở đây cơ mà.
Tôi vừa lên đây không thấy cái búa nào đâu. Búa? Tôi chẳng thấy búa luôn. Ô vãi, tôi vừa vứt ra đấy mà, vứt rồi. Tôi lấy cái khác vậy. Tôi xong rồi, đi đâu? Ủa, 195. Hy vọng là web của ấy đi. Nên thế. I got 10 loads remaining. Ai có khẩu 9mm không? Có, có. Đây tôi cầm này. Khẩu MP5 không? MP5 thể chắc. Rồi, đi xuống. MP5 đâu? Nãy ở đây này, nãy đến đâu đây, chả biết là đi đâu không? Cô ấy rồi. Last mag, and that's it. Oh, so I'm down to be in bad. I've only got one mag. Oh, we are moving now. Có xăng không? Xài luôn đi. Cái thùng xăng đâu rồi? Last mag, and that's it. Ở tủ đâu rồi? Bật. Ở tủ vải. Còn biến đúng cái lúc này thì. Ồ, vãi mày quá. Tôi vừa đã quay quay trở lại kịp. Tôi vừa giải quyết nỗi buồn xong. Ờ. Tôi vừa 15 rồi. Oh shit, I'm không biết nữa. Có mấy người giật. Thế giật đấy. Chắc đông quá thì khoảng nó rốt. Ôi chết rồi, cái búa mình để mất đéo cái búa. Nhặt tạm cái gì đấy đập cũng được. Come on loads. Cố lên, 150 nữa thôi. I've only got one mag. I got 4 loads left. Bên kia đông quá đi kêu nhá. Ô vãi, ai bắn đấy? Ô vãi, ông bắn phải cái ấy sao ấy, cái thùng xăng. Vãi khẩu ấy bắn xuyên kinh vãi. 3 loads remaining. Vãi hết đồ nghề à. 2 loads remaining. Vãi hết đồ nghề à. One load remaining. Ô vãi bắn hai viên không chết. Queen. Đây rồi. I got no loads remaining. Đây rồi, tôi dùng chiêu cuối rồi. Tôi người tôi tự tử lên đi. Tôi tự nhanh ra gặp gian đỡ hộ thôi. Quái nào mình ô vãi rồi đi respawn trong cái ê đạn tỉa tôi vẫn ở đây nhá. Cái gì đạn tỉa tôi vẫn ở đây nhá. Ờ thấy không? Ở đâu nhỉ? Cần cưa không nhỉ? Có cần cưa luôn không nhỉ? Cưa luôn nên chắc là cũng không còn web nào nữa. Tôi sẽ để tôi xử lý đống này cho mày. Đấy, tôi phải lén đống này luôn nha. Rất là năng lực. Tôi nhận thức chậm. Tôi không thể nào nét. Tôi không nét đi kia luôn nha. Tôi thấy đấy rồi. Cái gì? Cái gì? Đây rồi. Cô bán hết béng đấy rồi. Thôi 80 con thì lại trở lại như cũ rồi. Hy vọng đây là web cuối.
Đúng cái. Tôi sợ nó lên 15 lắm. 15 cũng là số đẹp. Nó cho lên 15. Cho nó tròn. Ừ. Thế rồi lên lâu vậy. Chắc không lên đến 15 đâu, nếu mà chơi là không lên đến 15 đâu. Mong thế. Nếu mà lên đến tận mười mấy thế thì nó như kiểu là vô bạn hơn rồi. Ờ, thế chơi càng ngày càng nhạt. 10 thôi là đẹp rồi, dừng nghe. Quay vào nhà luôn. Bây giờ tôi chuyển sang là đi săn thứ nó rồi. Máy sao có thằng đằng sau này. Luna vẫn 100%. Ủa à, số đạn của tôi còn nhiều hơn cả cái số zombie còn lại này nào ăn. Tích bao nhiêu đạn tiểu thì đó. Bao nhiêu cái đạn đấy. Ôi, để sao mình kia sửa lốt rồi. Bên này mà bắn đốt thì này. Một đống thằng bên này đấy. Đang chạy sang. Còn 40 mấy viên trong khi thì còn 30 mấy con. Đây rồi. Thằng Hưng cũng còn đạn mới kinh nhỉ. Còn nhiều. Bắn đầu còn nhiều. Tổng chạy ra rồi. Như kiểu chơi đi hết thế này. Phải muốn mấy viên. Không mấy viên đi đâu. Như kiểu đang chơi đi hết đi không ạ. Cứ ngồi điều khiển tập bắn thôi. Có thằng bị lá à? Sao bắn nó ăn chết nhỉ? Thằng nào? À, còn 2 chục viên thôi. Ồ vãi, này còn next zombie quê kìa. Còn một con, vãi nồi. Ai có máu không? Nào. Không hết máu rồi. Ôi, còn phải lết là cái gì đây, Prepare for next zombie quê kìa. Ồ vãi nồi. Bé không mệt. Còn nữa lại. Đây rồi. Ô, phải thế chứ. Đấy. Phải nhảy đi. Phải thế chứ. Cái gì đấy? Tôi cứ thấy nó đứng im cảnh. Tôi cũng đứng im mà. Chắc là mình được cứu rồi. Ôi cái tàu, cô vãi cái tàu, chỉnh cái tàu ra. Kìa, anh em chuẩn bị lên tàu đi. Ok. Tao rất sẵn sàng. À, cho cái tàu này vào, lấy cái thùng kia à. Chả biết nữa, chả liên quan đâu mà. Chắc là mình phải lên tàu thôi. Thôi đi dần thôi. Ôi vãi tàu này đi qua chỗ kia kiểu gì nhỉ? Vãi cả luôn. Ôi lên rồi. Tôi lên rồi. Rồi. Đấy, nó phải như thế. Ui, mũi toàn đập tục cả mặt ra luôn ạ.